Chào mừng các quý khán giả đang theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Để tiếp nối series Theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi và động viên tinh thần cho mẹ bầu Trần Thúy Hạnh vượt cạn thành công nhé. Vâng, và hiện tại tôi đang có mặt tại phòng mổ vô khuẩn một chiều của bệnh viện. Tại đây có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, máy móc tiên tiến trên thế giới đáp ứng được yêu cầu của mọi ca sinh. Như các bạn đang thấy đây, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương thực hiện. Bác sĩ đang tiến hành gây tê tủy sống cho chị Hạnh rồi đấy ạ. Và các khán giả thân mến ơi, hãy tích cực thả tim và gửi lời chúc tốt đẹp để tiếp thêm động lực cho chị Hạnh thành công đón bé nhé. Và cũng trong livestream ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề chắc chắn các mẹ bầu đang rất quan tâm và lo lắng, đó chính là đau mắt đỏ khi đang mang thai. Hãy cùng theo dõi đến cuối livestream để có thêm thật nhiều thông tin hữu ích về chủ đề này nhé. Phụ trách chính trong ca mổ của chị Hạnh ngày hôm nay là bác sĩ Phan Đình Sáu. Bác sĩ Sáu có gần 30 năm công tác tại khoa sản của các bệnh viện lớn, là người có chuyên môn giỏi, kỹ thuật khéo léo trong việc mổ đẻ, đỡ đẻ, mổ phụ khoa. Chính vì cực kỳ mát tay, bác sĩ Sáu luôn được sản phụ và gia đình tin tưởng yêu mến đấy các bạn ạ. Và ngay lúc này, các bác sĩ cũng như ekip đang tập trung cao độ cho ca mổ đẻ để nhanh chóng đưa em bé chào đời an toàn. Chị Hạnh được chỉ định phẫu thuật lấy thai với tình trạng thai to và vỡ ối sớm ở tuần 40. Thai to không chỉ gây ảnh hưởng tới mẹ và bé trong thai kỳ mà còn tác động tới sức khỏe cả sau kỳ sinh nở. Thêm tình trạng ối vỡ sớm khiến nguy cơ cao gặp phải các tai biến sản khoa nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Phát hiện sớm nguy cơ mang thai to là điều cần thiết để điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện để kiểm soát sự phát triển của thai. Tuy nhiên, phát hiện thai to bình thường không phải dễ dàng, chủ yếu bác sĩ kiểm tra khám định kỳ mới có thể phát hiện. Vì vậy, các mẹ đừng lơ là trong việc khám thai nhé! Mỗi một ca sinh mổ tại Thu Cúc TCI đều được diễn ra trong khoảng thời gian khá nhanh bởi sự thuần thục trong từng thao tác của các bác sĩ. Ekip bác sĩ đang hết sức tập trung vào ca mổ của chị Hạnh để có thể nhanh chóng đưa em bé chào đời. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé, hãy cùng chúng tôi chứng kiến khoảnh khắc em bé chào đời và chung vui với gia đình của chị Thúy Hạnh nhé. Vâng, và thấy là em bé của chúng ta đã chào đời rồi đây các bạn ơi. Các bạn có đang nghe thấy được tiếng em bé khóc không ạ? Xin chúc mừng chị Hạnh và gia đình đã chính thức đón chào thành viên mới. Các bác sĩ lúc này sẽ tiến hành kẹp dây rốn cho bé và trao bé cho cô điều dưỡng để thực hiện các bước tiếp theo. Sau khi đã vệ sinh xong, em bé sẽ được các bác sĩ nhi kiểm tra sức khỏe bằng cách nghe tim, phổi, kiểm tra phản xạ tự nhiên và sắc tố da để đảm bảo sức khỏe của bé ổn định. Đối với mỗi ca sinh, các bác sĩ nhi khoa của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI sẽ luôn đồng hành cùng các mẹ để kiểm tra và đưa ra những đánh giá chính xác về tình hình sức khỏe của bé ngay sau khi chào đời. Phát hiện sớm những bất thường nếu có để kịp thời xử lý, từ đó đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện sau này. Kinh nghiệm làm đây là một năm học y cao đẳng y Hải Dương ở đây nhầm được dễ chứ
Vâng, và cân nặng của em bé đây mọi người ơi. Em bé nặng hơn 3,9 kg tính cả khăn quấn ạ. Theo bảng cân nặng sơ sinh thì đây là mức cân nặng nhỉnh hơn so với cân nặng tiêu chuẩn. Và qua thăm khám, sức khỏe hiện tại của em bé vẫn đang ổn định, nên mẹ Thúy Hạnh cũng không cần phải lo lắng quá nhé. Các bác sĩ nhi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao từng chỉ số phát triển, các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Từ đó sẽ đưa ra cho mẹ những tư vấn về dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Sau khi kiểm tra cân nặng xong, em bé sẽ được các cô điều dưỡng bế về bên mẹ để thực hiện giã áp da nhé. Đây là bước quan trọng không thể thiếu sau mỗi ca vượt cạn tại thủ cúc TCI các bạn ạ. Và trong thời gian này, hãy dành một chút riêng tư cho hai mẹ con chị Hạnh. Chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề đau mắt đỏ trong thai kỳ nhé. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người phải thích nghi với khí hậu, thời tiết, hệ miễn dịch cơ thể lúc này đang yếu. Vi khuẩn và virus gây bệnh có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhất là với các mẹ bầu. Với sự lây lan và bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành trong thời gian vừa qua, càng khiến cho nguy cơ mẹ bầu mắc phải cực kỳ cao. Bệnh đau mắt đỏ nếu không được điều trị sớm và đúng cách, có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng quan sát như viêm giác mạc, sẹo giác mạc và giảm thị lực. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng không nên quá lo lắng về việc virus vi khuẩn gây bệnh đau mắt đỏ ảnh hưởng đến thai nhi bởi vì khả năng ảnh hưởng là rất thấp. Do vậy, mẹ bầu còn tuyệt đối không tự sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì làm tăng nguy cơ kéo dài và làm bệnh trầm trọng hơn. Khi mẹ bầu bị đau mắt đỏ, hãy trao đổi với bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị đau mắt đỏ tùy thuộc vào từng nguyên nhân. Ngoài ra, còn có các biện pháp điều trị tại nhà có thể giảm bớt sự khó chịu của mẹ bầu khi mắc phải đau mắt đỏ như dùng nước nhỏ mắt, chườm ấm để giảm các triệu chứng khó chịu. Mẹ bầu còn thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa bao gồm rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người bệnh. Hạn chế dùng tay chạm vào mắt, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng. Thường xuyên vệ sinh môi trường sống và vệ sinh cá nhân. Không dùng chung vật dụng cá nhân như thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Tăng cường sức đề kháng bằng cách ăn đầy đủ chất và bổ sung vitamin A, C, E. Ngoài ra, mẹ bầu cũng cần lưu ý tiêm chủng trước khi mang thai, đặc biệt là ngừa rubella vì rubella trong thai kỳ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mẹ có thắc mắc nào liên quan đến hiện tượng đau mắt đỏ thì hãy đặt câu hỏi ở phần bình luận để được giải đáp mẹ nhé. Quay cận cảnh một chút để ngắm nhìn em bé đáng yêu của chúng ta nào. Trộm vía em bé sau khi được các cô mặc đồ xong xuôi thì rất là ngoan ngoãn ạ. Với rất nhiều tiện ích dành cho mẹ và bé trong mỗi gói thai sản của thủ cúc TCI, mẹ sẽ có một hành trình vượt cạn nhẹ nhàng và như ý. Em bé cũng sẽ được chăm sóc toàn diện ngay từ khi chào đời. Không chỉ có đội ngũ bác sĩ sản khoa đầu ngành vững vàng về chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm, thủ cúc TCI còn có phòng sinh với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu của mọi ca sinh. Vì vậy, hãy yên tâm khi gửi gắm hành trình sinh tại thủ cúc TCI nhé! Đối với các mẹ bầu khi đi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế thủ cúc TCI, tất cả đồ đạc và đồ dùng cá nhân của mẹ và bé sẽ được bệnh viện chuẩn bị đầy đủ. Mẹ không cần phải sửa soạn nhiều thứ từ nhà mang theo khi đi sinh. Thay vào đó, mẹ có thể yên tâm tận hưởng những ngày đầu tiên con chào đời và thoải mái trải nghiệm những dịch vụ tiện ích mà thủ cúc TCI dành riêng cho mẹ nhé. Và nếu như các mẹ muốn biết thêm các thông tin, các ưu đãi của các gói thai sản, thì hãy để lại bình luận ngay trong livestream hoặc liên hệ qua hotline fanpage để được tư vấn nhanh chóng và cụ thể nhé. Và bây giờ thì em bé đang tạm biệt mẹ một chút để ra ngoài gặp bố ạ. Bây giờ thì cùng áp da với bố nhé.
Trước khi ra cái dao với con, bố đã được yêu cầu tắm sát khuẩn để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc dao với các bé. Đây cũng là dịch vụ đặc biệt mà Thu Cúc TCI mang đến cho các gia đình khi đăng ký thai sản trọn gói. Vậy nên, nếu như các mẹ cũng muốn con yêu của mình được cảm nhận hơi ấm từ bố và mẹ ngay từ khi chào đời, hãy liên hệ ngay với Thu Cúc TCI để được tư vấn và hỗ trợ nhé! Hãy cùng theo dõi livestream để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này cùng Thu Cúc TCI các bạn nhé! Và thay mặt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình chị Thúy Hạnh đã tin tưởng vừa lựa chọn Thu Cúc TCI đồng hành trên chặng đường đón bé của mình. Xin chúc mừng gia đình mình đã thành công đón thêm một thành viên mới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Thu Cúc TCI và đừng quên để lại những câu hỏi cần được giải đáp ngay bên dưới phần comment để được chúng tôi giải đáp nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.